Em đến trường hai thằng đó đã mua lâu rồi mà. Ơi, yo. Nè, má đéo thèm hỏi một câu anh em bang luôn đây. Thì từ hôm qua đến giờ lúc nó on cái là nó có lên nữa đâu mà đúng không? Nó on rồi chưa đây một lần, on một lần kêu chán quá chắc nghỉ game. Xong rồi tụi anh kêu là em bán lại Ngọc Bội mà không thấy trả lời. Thì không biết nó bán mẹ à, chắc bán mẹ. Chung là đen thôi đỏ quên đi. Rồi. Nè mi. Vĩnh Viễn. Ba ba. Ngon nè. À gặp ngày mi cũng chật đấy em quấn nhanh ơi. Ừ cứ đang. Ok. Gặp ngày mi chật là em đánh nó bắn sát cho rồi. Đánh cho nó bắn sát cho rồi. Bán nó đi tili rồi. 4 triệu. Úi đồ, có giá ngon ấy. 4 triệu cả đồ á. 4 triệu là có 2 món hay sao ấy. Đúng không? Nó có 2 món này cả cái nhẫn à, cái vũ khí, cái nhẫn, ngọc bội. Quan trọng là ba cái món đấy. À quan trọng là cái ngọc bội ấy. Ừ, ngọc bội viện. Trực này, trực này. Trực này, uống cho trực lòi luôn, lòi đồm luôn, uống cho trực lòi đồm luôn. Nó trực nhờ. Uống cho trực lòi đồm luôn. Trực này, chạy đâu con trời. Chạy đi đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Chết đi bưởi. Chạy đâu con sâu. Mày mà sống như tao đi. Sống như tao bệnh luôn á. Coi em trụ được bao nhiêu giây. Mua cái thằng này đây rồi, tiền bạc. Đây bên chỗ tân dương. Ngày mai full set ấy. Đừng giả nào nè. Chạy đâu con sâu. À, túi tôm nha mày, túi tôm nha mày. Thành đánh xong chưa? Em đi mua cái này, cái từ chờ em một tí. Túi tôm nha mày. Để em đi mua cái này.